Nữ công nhân đang đổ thêm chút nước muối vào chỗ muối phơi nắng. Người đàn ông bên cạnh thì dùng sẻng khuấy đống muối này liên tục. Tiếp theo đó, các nữ công nhân đổ những hạt muối lớn đã phơi nắng này vào trong ống tre. Lúc này nhất định phải nện chặt, bằng không chúng sẽ vương vãi xuống đất khi lửa lớn đang bốc cháy. Những ống tre đựng muối xong sẽ được công nhân cho vào trong xe đẩy, đống muối này sắp được tiến hành nung lần đầu. Khi nung muối thì yêu cầu về độ lửa rất khắt khe, vì thế bọn họ thường chọn gỗ thông để làm củi. Lúc này, công nhân sẽ lấy giấy báo châm lửa, sau đó rắc bột nhựa thông lên trên, khi tre bắt đầu cháy thì phải đóng cửa lò muối lại. Nhiệt độ trong lò muối lúc này có thể lên đến hơn 800 độ, và đống muối này phải nung ở đây trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Gỗ thông trong lò muối cháy rất nhanh, điều mà dê ông cần làm chính là liên tục thêm củi vào bên trong. Nhưng ở đây quá là nóng, dê ông nói là phải thường xuyên dùng nước để giảm nhiệt cho da, bằng không sẽ không dám lại gần lò muối. Dựa theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, dê ông đã mở cửa lò muối. Những ống tre bị thiêu rụi trong ngọn lửa hung tàn, chỉ để lại trụ muối đã được định hình trước đó. Sáng sớm hôm sau, công nhân kéo sợi dây thừng được móc trên xe đẩy, mọi thứ lúc này đã xong và không nhận ra hình dáng ống tre nữa. Và lượng muối cũng ít hơn một nửa so với hôm qua, đây là khối muối đọng lại sau lần nung đầu tiên. Các trụ muối lúc này va vào nhau và phát ra tiếng kim loại trong trẻo. Các công nhân đổ những khối muối này ra và cho vào trong máy nghiền bột. 8 khối muối trong video này là các trạng thái khác nhau của 8 giai đoạn nung. Mỗi lần nung đống muối này thì độ cứng sẽ tăng thêm một lớp, hơn nữa vì nó đã hấp thụ hợp chất trong ống tre nên màu sắc sẽ càng lúc càng tối. Các công nhân bên kia thì đổ chung muối đã được nung đến giai đoạn thứ 3 lại, sau đó thêm vào lượng nước muối phù hợp. Cứ như thế, muối phơi nắng phải trải qua 8 lần đựng ống, nung và nghiền. Cuối cùng còn phải nấu chảy ở nhiệt độ cao 2200 độ thì mới có thể trở thành muối tre tím. Toàn bộ quá trình này làm phải mất hơn 40 ngày. Mặt khác, công nhân đã mở nắp lò nung bám đầy bụi, sau đó đổ khối muối màu xám đen vào trong lò nung. Lúc này một công nhân khác sẽ đổ chất lỏng sẫm màu vào lò, lão kim châm lửa đốt cháy củi trong lò. Nhựa thông đen liên tục nhỏ giọt xuống đống củi. Sau một khoảng thời gian nung thì lò bốc hơi nóng bừng bừng, cái nắp bên trên sớm đã bị đốt đỏ rực. Nhiệt độ bên trong lò lúc này đã lên đến 2200 độ, cửa xả muối cạnh lò nung đang chảy ra dung dịch giống mắc ma vậy. Lúc này, dê ông dùng gậy sắt nhúng một ít dung dịch muối tre tím, ông ấy muốn cho nhiếp ảnh gia nếm thử mùi vị của muối tre tím. Nếm thử đi. Có mùi vị của lòng đỏ trứng đấy. Người công nhân cẩn thận nhấc lưới lọc lên và đặt nó vào chậu, sau đó gõ vỏ khối muối đã đông đặc. Trong thùng sắt lúc này đã đựng đầy dung dịch đỏ rực, chàng trai cẩn thận dè dặt kéo thùng sắt sang một bên. Sau khi để tạm một lúc thì đã có thể nhìn thấy màu tím nhạt rồi. Cái này phải để trong bao lâu vậy? Để đến 8 giờ sáng ngày mai thì có thể đập vỡ rồi. 8 giờ sáng hôm sau, công nhân kéo muối tre tím đã hoàn toàn đông đặc sang một bên khác. Đây là nhân tím ngon nhất trong muối tre tím. Anh ta nói loại nhân tím xinh đẹp này tương đối là hiếm, vì thế có vài người sẽ dùng nó để làm quà tặng, có người thì dùng nó làm hiện vật trưng bày. Tiếp theo, những tảng muối tre tím to này sẽ được đưa đến một khu xưởng, ở đây không có bất kỳ máy móc thiết bị nào. Nghiền muối tre tím hoàn toàn đều do người làm, vì thế đầu ngón tay bị thương là chuyện bình thường. Nữ công nhân đang lọc những hạt muối mịn bằng dây lọc, lúc này bụi đá bắt đầu nổi lên trên. Hít cả thứ này nhiều bao nhiêu đi nữa cũng không sao. Dù sao cũng là chuyện tốt. Nơi này là phòng chế tạo bột, công nhân đang đổ muối tre trắng vào trong máy nghiền bột. Đây là muối tre trắng mà người Hàn Quốc thường hay ăn. Kho chứa muối không được có hơi ẩm, vì thế cửa sổ nơi này một năm bốn mùa đều đóng kín bưng. Hơn nữa mùa hè cũng phải bật lò sưởi. Nơi này bụi muối dày đặc mù mịt, nhưng họ đều không đeo khẩu trang. Tôi không cho rằng cái này là bụi. Người khác đều đang bỏ tiền ra mua muối ăn. Còn chúng tôi thì không mất đồng nào cũng có thể hít được muối tre. Đây là chuyện tốt mà. Vào ngày này, nhà cung cấp đã gửi đến 15 tấn muối phơi nắng. Công nhân nói, lô muối này sẽ bảo quản từ 3 đến 4 năm mới sử dụng được, và lô muối bảo quản lâu nhất của họ là đã được 8 năm. Gần cuối giờ tan ca thì trong nhà máy đã tổ chức một tiệc ăn. Hôm nay bọn họ ăn thịt lợn quay. Nhà máy sản xuất muối tre mà ăn BBQ thì tất nhiên sẽ không thiếu muối tre rồi. Dì nướng thịt sẽ rải muối tre lên trên miếng thịt. Không phải vì muối tre nhiều nên mới sử dụng muối tre đâu, mà là vì muối tre tốt cho sức khỏe. Vì thế chúng tôi mới ăn nhiều một chút. Dù nguyên liệu có ngon đến đâu thì chúng vẫn trông xỉn màu nếu như không có sự tô điểm của gia vị. Và dùng muối tre mà tự hai tay mình đã làm ra trong hơn 40 ngày, phối hợp với thịt nướng thơm ngon thì ăn lại càng ngon miệng hơn. Liên quan về muối tre cũng có nhiều tranh luận, mặc dù muối tre chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, nhưng cũng không đến mức thần kỳ như lời đồn. Tôi hy vọng mọi người tiếp thu câu chuyện hôm nay một cách hợp lý và đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây, chúng ta tuần sau gặp lại.